các cơ quan chức năng huyện củ chi vẫn đang phối hợp kiểm tra làm rõ nhân thân của người tự xưng là đại đức thích tâm phúc, người đàn ông mặc đồ nhà sư trong quán bar gây xôn xao dư luận những ngày qua. Được biết, người đàn ông tự xưng là đại đức thích tâm phúc có tên thật là nguyễn minh phúc, trú tại ấp láng cát, xã tân phú trung, huyện củ chi, nơi ông phúc cư ngụ không phải cơ sở tôn giáo, tên chùa hoàng pháp trung ương chỉ là bản hiệu do ông phúc tự ý dựng. chính quyền địa phương cũng đã đề nghị ông phúc tháo dỡ. Người này cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý dưới nhiều hình thức. Điển hình, ngày 11 tháng 1 năm 2022, công an xã Tân Phú Trung đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Nguyễn Minh Phúc về hành vi khiêu khích, treo gẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác với hình thức phạt tiền là 2,5 triệu đồng và ông Phúc đã nộp phạt Ngày 21 tháng 9 năm 2022, công an huyện Củ Chi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Phương Lan, chủ kênh YouTube với 11.800 lượt đăng ký, với hình thức phạt tiền là 4 triệu đồng và biện pháp khắc phục là xóa tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo liên quan đến người tự xưng là Thích Tâm Phúc. Ngày 9 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chỉ đạo phòng nội vụ huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung mời làm việc và yêu cầu ông Nguyễn Minh Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.